Vâng, để mời ông bà mấy cháu đây. Ăn đi. Vâng. Ăn thử miếng nhé. Rất thơm mà ngọt, ngọt lắm các bạn ơi. Chào bác ạ. À, anh Hải à? Vâng ạ. Anh có xe nước. À, tôi đang pha thuốc để tôi uống đây. Thuốc này thuốc gì bác nhỉ? Đây là thuốc đau lưng, thuốc chữa đau lưng đấy. À, thế ạ. Mà trước thì tôi có lên trên chỗ bàn lan. Vâng. Thì tôi lấy một số thuốc này về để tôi uống vì tôi đau lưng. Đây, thuốc này là nó dạng cao đúng không bác? Đây, thuốc này là thuốc ở dạng cao. Cái này là cứ thế là ta đổ nước sôi vào. Vâng. Thế là tao khuấy nó lên. Vừa rồi đây tôi uống tôi thấy nó dễ chịu. Mà tôi thấy nó chuyển biến khá tốt. Thuốc thì sắp hết rồi. Cái đợt này tôi sẽ vừa là lên lấy thuốc vừa là đến để cảm ơn gia đình bà Lan. Bà Lan ơi. Ơi. Ê, chào bà. Dạ vâng, hôm nay tôi đến thăm gia đình, tôi hỏi thăm được tới đây rồi. Ông Thọ không? Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, ông Thọ. Dạ vâng. Có phải ông Thọ mà uống thức đây lấy thuốc uống đau lưng xương khớp đấy không? Dạ vâng ạ. Nhân tiện hôm nay thì đến thăm gia đình. Và cũng để biết được cái cơ sở của bà. Để về sau này các cháu nhà tôi có bận thì tôi lên trực tiếp tôi lấy. À thôi thế được. Dạ, rồi vâng. Đi mời ông vào nhà chơi. Dạ vâng ạ. Vâng. Hôm nay đến thăm cơ sở của ông bà, tôi thấy rằng cơ sở này rộng rãi thật. Tôi đã nhìn thấy một loạt các cái giải thưởng của gia đình mình như thế này thì tôi cũng thấy rất yên tâm. Vợ chồng với con cái gia đình tôi trân trọng mời ông ở lại để dùng bữa cơm trưa với gia đình, cho đó có tình cảm không? Vâng, thì bây giờ thì trước khi để mà dùng cơm thì bà xem là bà cho tôi xem được cái khu vực bà để thuốc như thế này nhỉ? Bà giới thiệu với tôi cái loại nào là cái loại mà hiện nay vâng. Là bệnh nhân cần nhiều nhất vâng. Ạ. Vâng, nha. Xin mời ông đi tham quan. Dạ vâng. Các cái loại bệnh này thì rất là nhiều, bà chữa rất là nhiều bệnh. Bây giờ tôi hỏi bà là gia đình mình chữa cái loại bệnh nào là cái bệnh đặc biệt nhất? Báo cáo ông là gia đình tôi đặc trị về bệnh xương khớp này, vâng. Dạ dày này, trí này, viêm xoang này, tiền đình này. Đấy, à đấy, vâng. Vâng, đấy là có 5 cái bệnh đấy là đặc biệt nhất đấy. Vâng, đặc biệt trí, rất hiệu quả nhất. Đấy. Vâng. Vâng. Ơi. Hôm nay chẳng mấy khi ông đây thăm gia đình của mình, nhà mình có cái món đặc sản hôm nay ông đây. À, con này là con rúi đặc sản của rồi, theo vùng đây. À. Ôi giời, con lại rằng tôi mình bạc đi chế biến cái món này. Đúng vâng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi đến thăm gia đình nhà bà Lan. À, và ông Đức ở đây thì thực tế hôm nay thì được ông Đức bà Lan có mời đến để dùng một bữa cơm. Thì tôi mới nhìn thấy hôm nay có con rúi, đây là một đặc sản của vùng dân tộc đấy. Thì các gia vị thì ông Đức đã cho tôi biết rồi. Đây là muối rang của người dân tộc, chuyên môn là rang muối. Và mỡ. Còn đây các bạn đã nhìn thấy không? Đây là lá chanh rừng, rất dày to và thơm. Đấy là mì chính. Đây là cây chuối đã được bóc rất là trắng. Ta lấy cái phần lõi ở bên trong và ta thái mỏng, ta ngâm một nước để cho nó trắng, nó đỡ bị thâm các bạn nhé. Bây giờ thì tôi với bác Đức sẽ thao tác cái món này, các bạn sẽ chú ý theo dõi nha. Bây giờ bác có thể là bác chặt cái món đó, tôi sẽ thái cái chuối này cho vào đây ngâm. Gia đình bác có thường xuyên nấu cái món này không? Cái món này thì nói chung là ngày xưa thì là ăn liên tục. Vâng. Và mấy năm nay thì nó cũng hiếm rồi. Đúng rồi. Thì khoảng bắt được thì cũng phải làm. Vẫn được ăn nhưng mà nó cũng không được nhiều như ngày xưa. À vâng.
Bây giờ thì nhiều người cũng săn bắt giữ, nhiều rồi. Giữ kiểu dân tộc này. Vâng. Kiểu cách nấu của mình. À vâng. À, bác đã chặt xong rồi ạ? Xong rồi. Bây giờ có lẽ là bác tẩm ướp luôn hay là ta xào xong ta cho gia vị vào nhỉ? Như thế này người ta nấu cái món này là trước là bỏ mỡ xuống rồi phi cho nó cháy mỡ. À dạ vâng đúng rồi. Mình bỏ rồi xuống rồi xào đảo. Dạ vâng. Chín tới thì mình mới bỏ nước xong cái chuối bỏ cuối cùng. À vâng. Gia vị bỏ cuối cùng là xào một xuống là ăn. Vâng. Đây các bạn ơi, tôi với bác Đức đã làm xong cái món quay thịt rúi ngày hôm nay. Thịt rúi thì các bạn hãy nhớ là đun cũng rất là nhanh chín. Bác Đức bác đã cho mỡ vào này và xào nó già mỡ lên. Đấy, sau đó đổ thịt rúi vào và cho các gia vị. Cuối cùng là cho cái lõm chuối vào. Đấy là cái bước cuối cùng. Vậy thì bây giờ tôi bác Đức có lẽ rằng ta bắt lên và ta cho ra đĩa để thưởng thức bác Đức nhá. Vâng ạ. Hôm nay là cũng rất là phấn khởi. Vâng. Được ông đến thăm gia đình. Vâng. Tôi đến bữa thì hôm nay mời ông cùng dùng bữa trưa với gia đình của bà, hai nữa là có cái đặc sản 25 mình cùng làm đấy. À, dạ vâng. Cùng thưởng thức xem nào. Vâng, đấy các bạn ơi, gia đình bác Đức đã thịnh soạn xong một cái bữa cơm này rồi. Tôi với bác Đức đã cùng làm một cái món coi như thế, đây là món thịt rúi nha. Gia đình có nấu một bát canh này là canh rau đặc biệt của cái vùng ở Ba Vì này. Tôi xin mời các bạn thưởng thức cùng với gia đình và cùng với tôi nha. Tôi xin mời ông bà đi, mấy cháu đi. Vâng. Chúc sức khỏe. Vâng, xin mời. Vâng. Uống cái thuốc này là vâng. Đau lưng xương khớp của đúng chú rồi. Là khỏi hết á. Dạ vâng. Uống vừa được uống rượu xong vừa khỏi cả bệnh. Ôi. Bác thấy làm rượu uống được không? Rượu này thì đúng rượu ngon thật. Dạ vâng. Vâng, xin ông bà. Vâng. Một lần nữa. Đây. Vâng, để mời ông bà mấy cháu đi. Ăn đi. Vâng. Con tự nhiên nhé. Mời ông nhá. Vâng. Đấy, cái này nấu rúi có món này là đặc sản. Nấu rúi là nấu với chuối. Chuối. Rất thơm mà ngọt. Ngọt lắm các bạn ơi. Có dịp nào tôi kiếm được con to alu không phải lên nhá. Dạ vâng. À, tôi làm một cái nữa. Vâng. Chúc sức khỏe chú ạ. Vâng. Chúc cho ông thọ luôn mạnh khỏe nha. Cảm ơn ông bà. Bà người giao nhiều nha. Dạ vâng. Để tôi thử cái món canh này của trên này xem nào. Ông gắp nhiều vào. Vâng. Đấy ở đây là nó là họ bồ công anh. Bồ công anh làm thuốc vừa là làm đúng rau. Vừa làm thuốc. Vâng. Cái này là vừa làm thuốc vừa làm rau chú ạ. Cái này vâng. Là thải độc gan tốt đó. À vâng. Và ở trên này bệnh nó dài có nó. Vâng. Trên này là mùa nào rau đấy. À vâng. Đấy mùa này là rau bao, rau bí này, rau vâng. Ngót này. Vâng. À vâng. Rồi măng, đấy măng thử cái măng. Dạ vâng. Măng nó giống của nhà làm măng. Đây này có ớt này. Vâng. Ăn rất ngon. Thực quả hôm nay tôi cũng rất may mắn vừa là nên thăm gia đình. Cảm ơn ông bà là tôi cũng đã được các cháu lấy mấy lần thuốc ở đây. Cho nên cái lưng nó cũng đỡ nhiều rồi.
Thế hôm nay thì lại được ông bà cho xơi cơm này mà cái món đặc sản như thế này không còn cái gì bằng nữa. Xin cảm ơn ông bà. Đấy là như thế. Và tôi lại được cùng làm mấy ông nữa. Cái này là cái rất là thú vị rồi. Vâng, đấy là một cái tình cảm mà thôi tôi cũng là xin cảm ơn chân thành là như vậy. Các bạn đã thấy không? Tôi rất may mắn lên trên này lại được coi gia đình mời cơm. Có những cái món rất là đặc biệt. Và tôi biết được gia đình đây là một nhà thuốc coi như thế tương đối lớn. Bây giờ thì tôi phải xin cảm ơn ông bà. Và có lẽ xin tạm dừng clip ở đây. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gặp lại các bạn vào clip sau. Xin chào tạm biệt. Thời tiết mát mẻ này, sang tu này mà mình có nồi lẩu này ăn là ngon rồi. Độ cay vừa phải, thơm ngon vô cùng các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là tôi làm món lẩu Thái. Các bạn, để làm cái món lẩu Thái này thì các bạn hãy nhớ là cái ngon nhất là ta phải làm cái nước dùng của nó. Bây giờ tôi xin giới thiệu là lẩu Thái nó có kèm theo các gia vị và các cái thực phẩm nó như sau. Cái thứ nhất, xương lợn. Đây là mực và tôm này. Đây là ngao các bạn ạ. Và các cái rau sống kèm theo như rau chuối này, rau muống nó chẻ này, rau rút này. Và kèm theo nữa là bây giờ thì cái đĩa này của tôi nó có cà chua này, chanh này, và một quả dứa này, nấm rơm này. Trong đó có cả riềng này, hành này, sả này, ớt này, lá chanh này. Và gia vị thì các bạn nhớ là có muối gia vị này, và có một chút đường nữa này, mì chính này, đây là nước cốt dừa này, đây là sa tế này, đây tương ớt, đây tương cà và đây là nước mắm. Cho nên làm món lẩu Thái này các bạn hãy nhớ là cái gia vị của nó tương đối là nhiều. Đấy, nhưng mà cái đặc biệt của nó là ta phải làm được dùng. Đấy nha, bây giờ trước tiên tôi phải trần cái xương lợn này đi để cho nó bớt, nó không còn cái vị hôi nữa. Đấy các bạn hãy nhớ là tôi sẽ thả xương lợn vào đây. Để các bạn dùng cơ bản là làm sao để cho nó thơm nước dùng này mới là cái ngon của cái nồi lẩu. Các bạn hãy nhớ là ta sẽ cho một nhánh sả này vào. Đấy, tẩy xương heo lên để cho nó có cái vị xương của nó không hôi nữa mà nó thơm nước. Đây các bạn ơi, tôi đã đun sôi sùng sục lên này. Đây là trần xương để cho nó thơm nhá. Ta sẽ vớt xương lên này. Rồi. Đấy. Ta bỏ cái sả này đi. Đấy, cái nước này bây giờ ta sẽ đổ đi nhá. Các bạn ơi, tôi đã trần xong rồi. Thực tế ra tôi chỉ ra tráng lại để cho nó ra được những cái mà nó hợp lý nhất là mình đã tẩy hôi rồi nhá. Bây giờ tôi ra tôi tráng nước cho sạch. Rửa sạch rồi thì các bạn hãy nhớ là tôi sẽ cho luôn vào trong xong. Đấy, để cho trong song nha các bạn nha. Đấy. Và tôi sẽ cho nước vào. Đấy. Xương là các bạn hãy nhớ là phải linh, tối thiểu phải có vào khoảng 2 tiếng đấy nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ dùng một ít sả này. Đấy. Các bạn hãy nhớ là ta để nó dai dài một chút nha. Đấy. Ta chỉ lấy vừa hợp lý. Đây này, tôi sẽ cho vào nồi canh. Còn đây tôi sẽ cho vào đây để tôi chưng lên cho nó thơm. Các bạn chưng thơm thì các bạn xé nhỏ nó ra. Bây giờ tôi thái thêm một chút riềng. Thế thôi các bạn ạ, không được cho nhiều nữa. Tiếp tục là tôi sẽ thái đến hành. Các bạn đập qua nó đi. Đấy.
cho luôn vào trong bát. Đây, tiếp tục tôi làm đến tỏi. Đây, tôi cho hành với tỏi vào trong một cái bát này. Xong. Bây giờ tôi sẽ thái cà chua nhé. Thái cà chua thì các bạn hãy nhớ một lần đầu tiên là tôi thái nó nhỏ để tôi lấy nước màu. Đấy. Tôi sẽ cho vào bát con. Đây là để làm nước màu, các bạn nhớ là như vậy. Đây là bổ cao này tôi để riêng. Đây là quả dứa, các bạn bổ làm tư. Đấy. Và bỏ cái lõi này ra. Các bạn nhớ là ta thái nó đều này. Không mỏng quá mà cũng không dày quá. Các bạn đã thấy là tôi thái xong. Tôi sẽ cho vào đĩa. Đấy. Các bạn nhớ là tôi tiếp tục tôi sẽ làm nấm rơm này. Nấm rơm mà nhỏ thì các bạn chỉ cắt đôi, nấm rơm mà to các bạn cắt làm tư. Đấy. Các bạn ơi, nếu thực tế ra các bạn nên cái nồi này phải có hai cái bếp. Cho nên là cái bếp này thì bây giờ xương Tuyên Linh đã coi như thế này được hơn một tiếng rồi. Bây giờ nó lăn tăn, nó sôi như thế này. Bây giờ tôi tạm để sang một bên. Để sang một bên và tôi sẽ tiếp tục để tôi sẽ phi hành tỏi thật thơm. Đây, tôi sẽ cho chảo lên bếp. Các bạn nhớ là tôi sẽ cho một chút dầu hoặc là một chút mỡ. Đấy. Tôi sẽ cho hành và tỏi vào đây để tôi phi thơm lên nhé. Các bạn hãy nhớ ở đây là xả. Đấy. Và đây là giềng. Đây, nó rất là thơm rồi các bạn ạ. Thơm rồi thì các bạn cho cà chua vào. Bây giờ các bạn lại nhớ này, ta sẽ cho gia vị vào. Đây là một chút nước mắm này. Một chút tương cà này. Một chút tương ớt này. Đấy, một cốt rửa các bạn cho vào. Để tăng cái độ ngậy. Các bạn cho sa tế. Các bạn nhớ này, cho một chút mì chính vào đây nữa. Các bạn cho một chút muối. Gần xong các bạn lại cho đường nhé. Rất là thơm các bạn. Nồi canh này rất là hoàn hảo. Cuối cùng tôi cho một chút đường. Các bạn không nên cho nhiều quá. Như vậy tôi đã làm xong cái nước màu. Đây, bây giờ tôi sẽ bắc nước dùng lên. Các bạn sẽ thấy rằng một nồi canh rất là ngon. Bây giờ tôi vớt cái xương này lên nhé. Bây giờ ta cho cái nước màu đây vào trong cái nước dùng này. Đó. Đây các bạn ơi, bây giờ nồi đang vẫn đang tăn sôi, tôi cho các gia vị vào đây nhá. Đây là cái ăn kèm đây, ăn kèm thì nó có dứa này. Đấy. Để tạo cái mùi thơm của nó này. Và tôi cho cà chua này, bổ cau này. Đấy. Các bạn hãy nhớ là nước dùng của ta đã có cả
tương cà và tương ớt, lại có cả sa tế nữa, cho nên là vị cay cũng tương đối. Tôi chỉ có cho thêm một quả ớt này thôi. Đấy. Bây giờ tôi cho tiếp cây lấm nhá. Đấy. Và tôi cho tiếp cái lá chanh vào. Ta chỉ dùng mấy lá chanh vào để cho nó tạo vị hương thơm. Đấy, ta không nên cho nhiều nó sẽ có cái vị đắng. Và các bạn nhớ là ta cho thêm một chút coi cái nhánh xả này để tạo vị thơm. Đấy. Như vậy là tôi cho vào nước dung này đã đầy đủ các gia vị. Bây giờ chỉ có coi như là ngao là một và tôm với cả mực là khi lên trên mâm lên đĩa rồi bắt đầu ta mới cho vào nha các bạn nhớ nha. Bây giờ tôi sẽ bắc cái nồi nước dùng này lên để tôi chuẩn bị cho vào mâm. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái nồi lẩu này rồi các bạn ạ. Bây giờ để mời các bạn thưởng thức cùng với cả hai bác cháu tôi. Ta cho mực này. Đấy. Bây giờ ta sẽ cho rau. Đấy, ăn lẩu là chúng ta cứ rúng vào đây. Đấy, rúng vào vừa tới nơi chúng ta ăn thì nó rất là giòn. Đấy, bây giờ để mời các bạn thưởng thức cùng tôi với cả chỗ anh Hải này nhá. Đấy, xin mời đây, dùng đây. Đấy. Ngon hay không các bạn hãy nhớ là ở cái nồi lẩu này ta phải làm cái nồi nước lẩu này phải thật ngon tuyệt vời thì nó sẽ tuyệt vời là thơm ngon. Độ cay vừa phải, thơm ngon vô cùng các bạn ạ. Thời tiết mát mẻ này, sang thu này mà mình có nồi lẩu này ăn là ngon rồi. Đấy. Quá chất lượng. Các bạn ơi, có thấy không? Hai bác cháu tôi ăn rất là ngon. Một nồi lẩu tự tay mình làm lấy thì phải nói tuyệt vời rồi. Mà ăn thì yên tâm, đảm bảo cả vệ sinh nữa các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình này thì các bạn sẽ thấy đấy. Sang thu vừa mát, vừa hợp lý. Tôi chúc gia đình các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và tôi rất mong các bạn đã có tự tay các bạn làm cho gia đình được một nồi lẩu và ăn ngon miệng. Xin chào tạm biệt các bạn. Đấy, chanh này tỏi thơm vô cùng. Đấy, cái đảo cùng với gà này là hương vị của gà rất là thơm. Quả là tuyệt vời ngon. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món cánh gà tẩm bia chiên giòn. Một số bạn đã yêu cầu tôi là bác làm cái cánh gà làm sao cho nó ngon mà lại giòn. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái cánh gà này ta tẩm bia, sau đó ta mới chiên giòn lên. Đây là cánh gà 750g và bột gạo tẻ là 200g, kèm theo hai quả trứng. Đây là lá chanh, đây là tỏi. Và đây bột ớt, và đây là muối hạt và ngũ vị hương. Trước tiên để làm cái món này, bây giờ tôi phải ngâm. Đây, cánh gà tôi sẽ cho ra cái bát đây. Đây, các bạn để cho nó làm sao nó nằm xuống được hợp lý để cho nó ngấm bia. Ngấm bia rồi thì ta chiên nó sẽ rất là giòn các bạn. Đây, các bạn ạ, tôi đổ cái lon bia này vào đây để tôi ngâm. Đấy, rồi. Như các bạn nhớ là ta ngâm 30 phút nhá. Ngâm 30 phút để cho bia nó ngấm vào các cái thớ thịt gà này. Sau đó ta chiên lên thì nó rất là thơm. Nó không những thơm mà nó còn có tạo độ giòn nữa. Trong lúc mà tôi ngâm bia ấy, thì tôi tranh thủ thì thái tỏi. Đấy, thái tỏi ta thái cho nó theo cái chiều này để cho nó rộng miếng tỏi. Ừ,
rồi, tôi đã ngâm được đủ thời gian rồi. Đây là 30 phút rồi các bạn. Lật lên lật xuống hợp lý rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một chút muối. Đây, sau đó mình cho một chút ớt bột. Đây, bây giờ tôi cho một chút ngũ vị hương, các bạn hãy nhớ chỉ cho vừa phải thôi. Cho nhiều là nó hắc quá. Đây, tôi cho trứng vào nha. Đây, các bạn cho trứng vào đánh đều đã, xong cho bột cuối cùng thì nó mới đều. Đây, bây giờ các bạn ơi thì cho bột vào nha. Đó. Đây, bây giờ mỡ được rồi các bạn ơi, tôi sẽ cho vào để chiên. Đây, như thế này là các bạn hãy nhớ là phải cho nhỏ lửa để cho nó vàng đều mà nó chín. Đấy, nó vàng đều mà nó chín thì nó mới giòn. Các bạn mà cho to lửa quá thì nó sẽ cháy ngay cái mặt ngoài mà bên trong vẫn sống mà lại không có giòn được. Cho nên là lúc đầu thì to lửa, nó sôi mỡ lên là các bạn phải cho nhỏ lửa. Đây các bạn ơi, các bạn phải lật nha, một lúc là các bạn lại phải lật. Đấy, để cho nó vàng đều. Đã vang đều thì nó sẽ chín đều, các bạn yên tâm. Đấy, bây giờ gà chín rồi thì bây giờ các bạn nhớ là tôi sẽ cho tỏi vào nha. Đấy, cho tỏi vào đây. Cho lại chanh vào đây. Đó. Làm sao đảo đều lên. Đó. Cái hương vị này để cho nó thơm luôn. Đấy, mùi này rất là thơm đấy các bạn ơi. Lá chanh mấy tỏi thơm vô cùng. Đấy, ta đảo cùng với gà này là hương vị của gà rất là thơm. Tỏi giòn và lá chanh cũng phải giòn. Xong các bạn sẽ cho luôn lên trên trồng mấy cả gà. Bây giờ tôi sẽ vớt gà ra đây. Đấy, để cho dầu nó ráo lên. Các bạn nhìn thấy đây, gà vàng mà rất là thơm. Đấy. Đây, các bạn nhớ là tôi sẽ vớt hết lá chanh mấy cả tỏi lên trên này nhá. Đấy, tôi đã vớt xong rồi. Đấy, các bạn để như thế này cho nó nguội hết. Nó dầu hết cả. Dầu rồi đã. Đây tôi giải lá chanh lên đây, mấy cái tỏi. Lá chanh thì nó đã giòn tan lên rồi, tỏi với lá chanh rất là giòn rồi. Bạn ơi, tôi đã làm xong cái món cánh gà tẩm bia đem chiên giòn để mời các bạn thưởng thức cùng tôi.
Phải nói là món này là mình cứ phải chơi bằng tay. Đấy, tôi sẽ làm một cái cánh gà này. Đấy. Trong này có cả tỏi giòn tan lên rồi. Và lá, đây là lá chanh. Đấy, các bạn ăn, các bạn xé ra bên trong đây. Chín mà trắng mà rất là ngon. Đấy, khô ráo. Chà chà, cái món này mà đúng mà dùng với bia thì phải nói hợp lý lắm các bạn ơi. Tôi đã để sẵn hộp bia ra đây rồi. Đấy. Tôi sẽ chấm bằng mấy tương ớt. Bên ngoài rất là giòn các bạn. Bên trong thơm. Gà đã ngấm được các cái gia vị. Trong đó hương thơm của lá chanh cũng có. Rồi tỏi cũng có. Và nó chút chút đậm là của muối. Và cay cay của ớt bột. Đấy, nó chỉ là gia vị này tôi cho vừa phải, cho nên chỉ có độ cay nó hợp lý, ai ăn cũng được. Quả là tuyệt vời ngon. Bên ngoài thì giòn vô cùng. Các bạn nhớ là khi chiên đủ hợp lý rồi thì các bạn nhớ hơi về sau cuối cùng ấy, các bạn lại cho to lửa để cho nó vang rộm đều lên. Vì nó chín rồi mà thì các bạn nên cho nó to lửa hẳn lên. Thế là nó mới chín vàng đều. Thế là các bạn lại giảm lửa, sau đó các bạn sẽ cho ra ngoài đĩa. Như vậy thì cánh gà nó không bị khô. Đấy, nếu mà các bạn mà cứ để mà chiên lâu quá thì xin lỗi các bạn, nó khô lắm thì ăn nó không còn cái độ ngọt là một. Hai nữa là gà nó khô quắt lại thì các bạn hãy nhớ rằng là nó ra nước hết. Đấy. Khi gần xong rồi các bạn hãy cho lá chanh này. Rất là giòn, các bạn ăn kèm. Đây là tỏi. Rất là giòn. Hương vị này các bạn ăn kèm rất là tốt. Mà cái hương vị này nó làm cho cánh gà của ta dậy cả mùi thơm. Tỏi rồi lá chanh, tuyệt vời các bạn. Đây là một món ăn khoái khẩu của nhiều các bạn chứ không phải riêng gì mình tôi. Vậy thì hôm nay tôi cũng làm theo yêu cầu một số bạn cũng đã có đề nghị. Để chiên những cái cánh gà nó thơm ngon như thế này thì các bạn hãy làm giống clip vừa rồi tôi đã trình bày các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn muốn làm món gì riêng cho bản thân thì các bạn hãy để dưới phần bình luận thì tôi sẽ nhiệt tình để làm giúp các bạn và hướng dẫn các bạn được tỉ mỉ hơn nhé. Bây giờ có lẽ tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và vui tươi. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.